Tôi định tối nay về sớm, nhưng mà ông Tùng ông phải đi cấp cứu ông ạ, nên vẫn chưa biết tình hình như thế nào. Có con chạy sang rồi, bà không phải lo. Ông Tùng bị làm sao thế? Thì bác sĩ vẫn còn đang thăm khám, vẫn chưa có kết quả. Nếu mà tối nay tôi không về được thì sáng mai tôi sẽ bắt xe về sớm ông nhá. Lát nữa tôi sẽ gọi điện cho con, bảo chúng nó lo thuốc thang cho ông. Vâng, vâng ạ. Thế ông nhá. Này, bà định về trước mà giấu chúng tôi hả? Không, chả mấy khi đi chơi với nhau, sợ các bà mất vui. Tính là lát nữa chụp ảnh xong thì tôi sẽ nói. Có chuyện gì? Ông bảo làm sao à? Cũng không làm sao. Nhưng thú thật với bà là để ông ấy ở nhà một mình, tôi đi không yên tâm. Vì hàng ngày tôi còn phải đo huyết áp, rồi tiêm thuốc tiểu đường cho ông ấy. Chứ có phải là mỗi cái chuyện ăn uống không đâu. Bà đúng là số khổ, tính cầu toàn. Giao việc gì cho ai cũng không yên tâm. Đáng lý bà phải nói trước để chúng tôi còn thu xếp chứ. Vâng, tôi cũng thu xếp ổn thỏa tất cả rồi. Mà chẳng muốn việc riêng của mình ảnh hưởng đến mọi người. Mà bây giờ ấy, quan trọng nhất là tình hình sức khỏe của ông Tùng kìa. Đi vào đi, đi vào đi bà. Bệnh nhân dùng những loại thuốc nào đấy? Bác ấy mới về quê ở, cho nên tôi không biết. À, hay là để tôi ra ngoài kia hỏi mấy bà bạn của bác ấy, có khi họ biết ạ. Tôi bị cao huyết áp. Tôi chỉ uống thuốc huyết áp mỗi ngày thôi. Vâng, thế bác cứ nghỉ ngơi đi nhá, chúng cháu sẽ theo dõi thêm. Khi nào có kết quả xét nghiệm máu thì gửi tôi xem luôn nhá. Dạ vâng ạ. Cảm ơn bác sĩ ạ. Bác sĩ ơi, tình hình của ông ấy thế nào rồi? Cháu đang nghi là dùng quá liều thuốc, nhưng phải đợi kết quả xét nghiệm thì mới có kết luận chính xác được. Thường ngày ông chỉ dùng một viên Amlo điều trị huyết áp thôi bác sĩ ạ. À, bệnh nhân bị choáng là do hạ đường huyết chứ không phải là tăng huyết áp. Tình trạng của bệnh nhân không nguy hiểm đâu, các bác có thể vào, nhưng mà chỉ một người thôi nhé. Cảm ơn bác sĩ. Ê, bà từ từ đã. Bà Trúc, bà vào với ông Tùng đi. Bà Trúc vào trước đi, có một người được vào thôi mà. Tôi vào nhé. Bà vào đi. Ông nằm nghỉ đi. Ông thấy trong người thế nào rồi? Ổn rồi bà. Tự nhiên lại để cho các bà phải lo lắng. Tôi hứa tôi sẽ đưa các bà đi chơi bù vào một buổi khác nhé. Quan trọng giờ là sức khỏe. Còn đi chơi thiếu gì lúc hả ông? À mà ông chỉ uống thuốc huyết áp hay còn thuốc nào nữa không? Tôi thấy bác sĩ bảo có thể là do ông uống thuốc quá liều đấy. Tuổi già, nhớ nhớ quên quên. Có khi uống rồi mà quên thật đi. Ông nằm viện thế này, có lẽ cũng nên báo cho thằng Bách một câu. Dù nó có tệ thế nào, nó vẫn là con của ông cơ mà. Cả cuộc đời tôi đã cố gắng hết sức vì các con. Không ngờ về già lại như thế này đấy. Ông không được nói thế. Ông không đơn độc. Ông còn có anh em bạn bè, còn có chúng tôi cơ mà. Ông ăn cam nhá. Thank you.
em đã thấy nghi rồi. Bác Tùng tự nhiên về quê lủi thủi một mình, lại còn tính cái chuyện hiến đất nữa. Nhưng mà không nghĩ là cái thằng Bách nó lại sống tệ đến như vậy. Cái đồ con cái bất hiếu, em phải gọi điện mắng cho nó một trận. Thôi chú cứ bình tĩnh. Bây giờ việc cần nhất là cái tinh thần của ông Tùng phải ổn định để còn lo tĩnh dưỡng. Còn sau này nếu mà về quê thì đã có anh em, còn ở trên này thì đã có chúng tôi, không lo nhá. Bác Tùng có những người bạn như các bác quả là quý hóa quá. Vâng. Chúng em không biết phải cảm ơn như thế nào cho nó phải ạ. Chúng tôi với ông Tùng là chơi với nhau từ hồi còn thanh niên cơ, cho nên là quý hóa nhau coi như anh em ruột. Dạ. Chúng tôi nương tựa, giúp đỡ nhau bao nhiêu năm, bây giờ chú lại nói lời cảm ơn thì khách sáo quá. Bác biết rồi. Liệu mẹ có cố qua được đêm nay không hả con? Nín đi, đừng khóc nữa cháu. Còn nhiều việc phải lo lắng. Thế nhá, có việc gì gọi ngay cho các bác biết. Có chuyện gì à? Thế nào, các bà nào? Ơi, thằng Hào vừa gọi điện, nói là mẹ nó yếu lắm rồi. Bác sĩ nói là bà Hoa khó qua được đêm nay. Chúng tôi phải về ngay ông ạ. May ra còn nhìn thấy bà ấy lần cuối. Thương bà Hoa quá. Lực bất tòng tâm. Chúng tôi về đây. Ông nhớ giữ tinh thần lạc quan, chăm sóc sức khỏe cho tốt, rồi còn lên chơi với chúng tôi chứ. Cảm ơn các bà. Những lúc như thế này, có mấy người bạn già bên cạnh cũng ấm lòng. Ông đã làm hết trách nhiệm của một người cha rồi. Ông đừng suy nghĩ gì nữa. Giờ ông phải lo cho bản thân mình.